Chào các bạn thân mến, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, có nghĩa là bình an đến với các bạn. Hôm nay Salim sẽ giới thiệu cho các bạn nhà hàng hải sản top 1 Hà Nội. Các bạn đi theo Salim nhé. Đi lên tầng 2 luôn. Ở đây có một phòng rất là đẹp dành cho 8 người các bạn ạ. 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng, 5 phòng, 6 phòng, 7 phòng, 8 phòng và rất nhiều phòng đẹp nữa các bạn ạ. Không gian ở đây rất là đẹp và rất là rộng các bạn ạ. Hợp để tổ chức tiệc sinh nhật này, hay là tiệc dành cho gia đình này, hay là liên hoan công ty, hoặc là tiệc khác, vân vân và vân vân. Anh Hà có thể giới thiệu qua về cái sự đặc biệt của món súp này không ạ? Hôm nay thì sếp Hà sẽ làm một món súp bào ngư đặc biệt của thế giới hải sản. Vâng. Gồm 3 nguyên liệu chính và vâng, rất là bổ dưỡng cho cơ thể. Đó là món súp bào ngư, vi cá và hải sâm. Đấy. Thì tại sao mà Hà làm một món súp như thế này? Đấy là tri ân những người khách mà khi đến với thủ đô Hà Nội, như là Salim chẳng hạn, có thể là bay về nước xong sang Hà Nội rất là mệt mỏi đúng không? Dạ. Thì trong cái đó là Hà nghĩ là một món súp làm sao bổ dưỡng cho cơ thể, làm sao mà vâng, mình tránh được sự mệt mỏi khi mà đường xa khi về Hà Nội. Vâng. Đó thì là cho khách thưởng thức được món ăn đấy và nó bổ dưỡng sức khỏe của mình tốt hơn. Okay. Đấy. Món súp thì là bào ngư với cá thì mọi người biết rồi, đó là một cái món thượng đẳng như ngày xưa là dâng vua chúa. Nhưng bây giờ những người bình thường có thể mình có thể nguyên liệu nó sẵn, thế nên mình sử dụng hàng ngày có thể được. Rất ý nghĩa là cái món mình nguyên liệu nó bổ dưỡng. Vâng. Dành cho người đi xa khi về thủ đô ấy, về Hà Nội ấy, thì họ có một sự bồi bổ sức khỏe thêm cho họ để khi mà một chặng đường dài khi họ về Hà Nội. Vâng, tức là chào mừng người nước ngoài đến với Hà Nội. Tất cả những người nước ngoài, người trong nước, các tỉnh có thể về Hà Nội. Vâng, đấy, đấy. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Từ nãy Salim đang gọi là rất là đói và rất muốn ăn và thưởng thức những cái món ăn nó nhìn rất là hấp dẫn, nhìn rất là đẹp mắt và cái mùi từ nãy đến giờ nó rất là thơm các bạn ạ. Muốn thử xem nó vị nó như thế nào. Nghe anh đầu bếp giới thiệu về cái món này là món ăn rất là đặc biệt và rất là ngon. Đó là cái món súp bào ngư và vi cá và hải sâm. Oh my god, quá ngon luôn ấy. Nó rất là ngọt, nó rất là đậm đà và nó rất là thơm. Ôi dồi ôi, không biết tả như thế nào cho các bạn kiểu cảm nhận cùng Salim nó ngon như thế nào. Salim thử xem cái bào ngư như thế nào ấy. Nó giòn ấy, kiểu vừa giòn vừa mềm ấy. Thực sự nhá, để mà tả được cho các bạn cái vị này nó ngon như thế nào ấy, nó khó lắm ấy. Thực sự, nó chỉ có cách các bạn đến và thưởng thức thôi. Đấy, Salim chỉ có nhiệm vụ là cho các bạn biết nó ngon hay không thôi. Ôi dồi ôi, ngon lắm. Ngon. Tuyệt vời. Salim sẽ thử xem cái salad này ấy. Về cơ bản ấy, nhìn cái bát salad nhá, thực sự đã rất ngon rồi. Nó là cá hồi với cả rau củ quả. Đấy. Thơm, có vị chua chua. Nói chung là ngon ấy, chua chua mặn mặn. Cá hồi nó rất là ngon bởi vì nó rất là tươi các bạn ạ. Không muốn dừng lại luôn ấy. Tuyệt vời. Còn tiếp theo là sashimi cá bơn Black Diamond các bạn ạ. Để rau như này, sao anh không biết cầm đũa như nào. Quên mất. Món ngon quá các bạn ạ, bị bối rối. Cái này sẽ phải ăn bằng tay, không thể ăn bằng đũa được. Sau này mình chăm xì dầu nhá. Món này xinh cả tuyệt vời các bạn ạ. Nhất là những cái bạn có đam mê với cái món ăn sashimi nhá. Tuyệt vời. Nó tươi và nó ngon. Ngon. Cái vị đáng yêu lắm các bạn ạ. Các bạn sẽ tự cảm nhận thế nào là nó đáng yêu. Đây là một cái vị đáng yêu các bạn ạ. Hãy đến với thế giới hải sản và thưởng thức những cái món ăn ngon và đặc biệt. Và nhất là cái món ăn súp bào ngư vi cá. Đây là món ăn rất đặc biệt và rất là ngon. Và nó là cái món ăn thể hiện sự mên khác của người Hà Nội chúng tôi. Là với tên gọi là, hoặc là với cái danh hiệu là chào mừng các bạn đến với Hà Nội. Bất cứ ai đến từ khắp thế giới hay là đến từ các vùng miền Việt Nam đến Hà Nội thì sẽ được tặng một cái món súp
bào ngư vi cá miễn phí hoàn toàn. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Đừng quên động viên Salim bằng một cái like và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, có nghĩa là bình an đến với các bạn.